chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Sơn TV. Và hôm nay mình xin giới thiệu cho tất cả các bạn dòng xe tải rắc N800 nha các bạn. N800, tải trọng của nó thùng vui bạc là 8 tấn 35. Và cái chiếc xe này thì nó sở hữu một cái cabin vuông kép cực kỳ đẹp mắt nha các bạn và hiện đại. Chiếc xe N800 này thì xe này được sản xuất năm 2021 và cái tải trọng của nó là 8 tấn 35. Chiều dài thùng của nó là 7m6 lọc lòng, chiều ngang là 2m28 và chiều cao là 2m15 nha các bạn. Xe này sử dụng động cơ Cummins của Mỹ, động cơ có dung tích xi lanh là 3.8 lít, có turbo tăng áp cho nên cái công suất của nó lên đến 125 kW nha các bạn. Ở cái vòng tua là 2600 vòng trên 1 phút cho nên chiếc xe này nó vận hành rất mạnh và động cơ của nó êm ái nha các bạn, đồng thời nó cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng với mình chúng ta cùng xem ngoại quan nội thất cũng như động cơ và thùng của nó có những cái điều gì đặc biệt nha các bạn. Nhìn vào tổng quan chiếc xe thì chúng ta có thể thấy cái một cái khung cabin rất lớn, cabin vuông kép, ở đây có chữ N800 nha các bạn, rất đẹp mắt và chữ sắt màu hoàng kim đường mạ chrome rất sáng bóng và đẹp nha các bạn, cực kỳ đẹp mắt. Cũng giống như những cái dòng xe N800, N900 thì nó giống nhau nha các bạn, nó chỉ khác chiều dài thùng thôi các bạn. Đấy, cái phần lưới tản nhiệt, cái phần mặt ga lăng thì cũng được thiết kế lấy gió rất lớn nha các bạn. Đồng thời cái phần đèn thì được thiết kế đèn đứng nha các bạn, đèn chiếu xa, đèn chiếu gần và đèn dưới là đèn tản nha các bạn. Đấy, ở đây nó có hai cái móc nha các bạn. Đấy, nói chung là nhìn tổng thể chiếc xe này rất đẹp các bạn. Cái phần bui nước gió ở trên cabin thì đây là cái phần được thiết kế gọi là thống nhất với lại cái cabin nha các bạn, cho nên khi mình đi đăng kiểm thì mình không cần phải gỡ ra nữa các bạn, nó đã được thiết kế sẵn như vậy rồi các bạn. Và hệ thống kính của chiếc xe này thì thiết kế rất là lớn, cũng giống như là cái kính chiếu mo và cái kính hai tầng hai bên này nha các bạn. Đấy, cái khung kính nó rất là rộng các bạn, kính hai tầng. Đấy, thì chiếc xe này cái khung kính lớn và cái nhiều kính như vậy thì nó làm cho tài xế có thể là nhìn thấy được cái chướng ngại vật xung quanh, cũng như là nhìn tài xế nhìn bao quát được hết nha các bạn, giảm thiểu thấp nhất những cái điểm mù, những điểm chết của chiếc xe nha các bạn. Rồi điều này nó làm cho tài xế có thể là nắm bắt được những cái và lái xe được an toàn nha các bạn. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong để chúng ta lên phần cabin thử xem như thế nào nha các bạn. Mời các bạn vào bên trong cabin để chúng ta cùng xem bên trong nó có gì đặc biệt không nha các bạn. Vừa bước vào cái khoang cabin thì chúng ta có thể nhìn thấy cái vô lăng. Cái vô lăng nói chung là cũng rất là đẹp các bạn, nhìn nó rất đẹp. Và vô lăng có bốn cháo, bên này là có cái hệ thống gọi là điều chỉnh âm lượng bài hát và rảnh tay điện thoại các bạn. Đấy, còn bên trái này là hệ thống ga tự động cruise control nha các bạn. Đấy, cực kỳ sang trọng và hiện đại. Trong những cái phần này mình sẽ nói nhanh để cho các bạn có thể nhìn sơ lược nha các bạn. Đấy, trong này thể hiện rất là nhiều cái thông tin thông số an toàn kỹ thuật, cũng như là thể hiện đầy đủ những cái phần của chiếc xe, cho nên là giúp tài xế có thể nắm rõ được, ví dụ như cái xe đang mở cửa hay đóng cửa thì chúng ta có thể nhìn thấy được ngay đoạn đường chạy được bao nhiêu km bao nhiêu. Và đồng hồ có hai cái đồng hồ báo áp suất, đồng hồ báo hơi nha các bạn, công tơ mét, và đồng hồ đấy, vòng tua máy, đồng hồ nhiên liệu và đồng hồ có nhiệt độ động cơ nha các bạn. Đấy, nói chung là chiếc xe này nhìn nó rất là đẹp các bạn. Cái phần táp lô thì nó được thiết kế bằng một loại nhựa cao cấp, cực kỳ cao cấp nha các bạn, và cứng cáp. Ở cái phần trên là phần hệ thống âm thanh giải trí nha các bạn, ở đây có cổng USB và AUX.
và ở bên dưới là cái phần máy lạnh nha các bạn. Đấy, và bên này là cái phần của đĩa điện thoại hay là đĩa ví gì các bạn, và bên này là cái phần của cốp xe nha các bạn. Đấy, đầy đủ nha. Đấy, và cái cần số của chiếc xe này được thiết kế cực kỳ đẹp các bạn. Đấy, cần số gồm 6 số tiến, 1 số lùi. Đấy, số của nó được bỏ vào cũng rất nhẹ nhàng. Hộp số đó, hộp số này là hộp số của Pháp, của Đức nha các bạn. Đấy, và cái phần này nữa là cái phần lốp kê phanh hơi nha các bạn. Đấy, phanh hơi lốp kê các bạn. Đấy, nói chung là rất cứng cáp và rất đẹp các bạn. Phanh hơi thì phần lớn những cái xe phanh hơi thì nó thường nó an toàn các bạn. Đấy, và bây giờ mình sẽ nổ máy để các bạn có thể cảm nhận nghe được cái âm thanh thử nha các bạn. Đấy, ngồi bên trong cabin thì cái hệ thống cách âm cách nhiệt của chiếc xe này nó rất tốt các bạn. Để mình mở mở máy lạnh lên nha các bạn, cảm nhận cách âm cách nhiệt của chiếc xe này nó cực kỳ tốt nha các bạn. Đấy, trên đây là mình ngồi bên trong xe, mình nghe cái độ êm ái của cái động cơ, nghe nó rất là ấm. Và chiếc xe này là cái cabin của nó là cabin vuông kép có giường nằm. Ở bên phía sau này có thể là nằm, có cái nệm nằm thoải mái nha các bạn. Mình nếp nếp vào mình có thể nằm được hai người thoải mái các bạn. Đấy, nói chung là rất ok. Còn bên trong này thì nó có cái cửa sổ trời nữa các bạn. Ví dụ như khi nào buổi tối các bạn muốn lấy gió trời hay cho nó mát, không cần mặc máy lạnh thì chúng ta có thể mở bạn ra thì chúng ta lấy gió trời vào nha các bạn. Đấy, trong là được thiết kế cực kỳ đẹp các bạn. Và khoang ngồi cabin thì được thiết kế 3 người ngồi rất thoải mái nha các bạn. Và chiếc xe này á, thì khi mà mình chạy đến tốc độ 40 km đó các bạn thì tự động cái này nó lóc lại nha các bạn, nó sẽ cửa nó sẽ lóc lại để bảo đảm an toàn khi mà mình lái xe các bạn. Nhiều khi mình quên hoặc là khi mà có trẻ con đi theo hay là mình vô tình mình ngủ các bạn, mình móc vào nếu mà nó không lóc lại, móc vào nó bung ra thì điều đó nó gây ra nguy hiểm các bạn. Đấy, rồi và bây giờ mời tất cả các bạn chúng ta cùng xuống để xem cái khoang động cơ và xem cái thùng như thế nào nha các bạn. Và nhìn vào cái khoang động cơ thì chúng ta có thể thấy cái động cơ đây là động cơ Cummins 3.8 lít có turbo tăng áp nha các bạn. Công suất nó rất lớn, đến 125 kW ở vòng tua là 2.600 vòng trên 1 phút nha các bạn. Với cái công suất này, tiêu chuẩn khí thải Euro 4 thì chiếc xe này nó vận hành rất là mạnh và nó cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu nha các bạn. Đấy, cái cabin, cái động cơ thì nói chung là cái khối động cơ rất là, nói chung là nó cứng cáp các bạn, chắc chắn nữa. Đấy, và ở phía trước có cái phần phần tản nhiệt, cái phần quạt đó các bạn, được thiết kế rất lớn để giải nhiệt cho các nước cũng như là cái phần mà lấy gió vào, lấy gió nạp vào để cho động cơ các bạn, thì được thiết kế rất là to. Điều này nó làm tăng hiệu suất của cái động cơ lên như các bạn. Đấy, bởi vì tăng hiệu suất của khí nạp vào, nó làm mát nhanh thì nó đạt cái hiệu suất cao nhất nha các bạn. Và ở phía bên này thì nó có một cái cây đỡ để cho cái gối để cho đỡ cho cái động cơ nha các bạn, bảo vệ cái động cơ cũng như là bảo vệ cái an toàn của cabin nha các bạn. Đấy, và đồng thời chúng ta sẽ nhìn xuống bên dưới, chúng ta có thể thấy là cái phần mà chassis của nó rất lớn nha các bạn. Và chassis thì cái bực lên xuống cũng được đỡ bằng một cái tay đỡ rất to từ chassis ra để đỡ bực lên xuống. Và bên cạnh đó thì cái hệ thống nhíp thì được thiết kế gồm rất nhiều lá nhíp. Đấy, hệ thống treo rất chắc chắn, hệ thống nhíp này, lái này các bạn nhìn thấy được thiết kế rất to chắc chắn. Nhíp thì bao gồm rất nhiều lá nhíp, và bên cạnh hệ thống treo nhíp thì còn có cái hệ thống phuộc hay là gọi là chữ A các bạn. Thì phuộc này nó giúp cho làm cho chiếc xe này nó vận hành nó êm ái hơn khi mà đi đến những cái đoạn đường không bằng phẳng, thì nó như là cho nó giảm chấn động nhanh đó các bạn. Đấy, giảm dao động ngay tức thì và nó làm cho chiếc xe vận hành êm ái chắc chắn nha các bạn.
Rồi bây giờ mình sẽ hạ động cơ xuống và chúng ta sẽ đi vòng quanh để xem một lần nữa chiếc xe, xem chiếc xe như thế nào phía sau nha các bạn. Và chiếc xe này thì sử dụng cái độ này là bật lên xuống rồi các bạn. Chiếc xe này sử dụng hệ thống lốp là 825/20 nha các bạn, nó bằng lốp 920 các bạn. Rồi cái vành nó rất lớn. Đấy. Và cái chiều dài thùng của nó là chiều dài thùng của chiếc xe này là 7m6 nha các bạn. Đấy, xe này N800 cho nên chiều dài thùng của nó dài hơn chiếc N900. N900 là tải trọng nó 9 tấn, thùng chỉ dài 7m. Còn cái chiếc này N800 tải trọng nó 8.35 đối với thùng bạc, chiều dài thùng của nó là đến 7m6 lần lần nha các bạn. Chiều ngang nó 2m28 và chiều cao nó là 2m15 nha các bạn. Đấy. Ở phần này chúng ta có thể nhìn rõ hơn về cái phần hộp số cũng như là cái phần map nha các bạn. Đấy, phần gầm ở bên dưới chassis được thiết kế rất to. Chassis này là một loại chassis của Jack. Nói về Jack thì cái hệ thống chassis là phải nói là đứng số 1 các bạn. Bởi vì cái này mình nói thật các bạn. Bởi vì chassis của Jack thì thường cái độ đàn hồi và độ bền nó rất cao. Đồng thời nó được dập trên một cái máy dập 6.000 tấn, là một loại máy dập hiện đại nhất châu Á hiện nay như các bạn. Cho nên là về cái chassis thì nó rất là đảm bảo an toàn trong quá trình mình chở hàng cũng như là trong quá trình chiếc xe nó lưu thông trên đường. Khi mình chở hàng nặng đi trên những cung đường đèo dốc thì nó không bị vẹo chassis. Mình vẹo chassis thì rất nguy hiểm nha các bạn. Và bây giờ đây cũng là cái bình nhiên liệu, được làm bằng hợp kim nhôm tổng hợp, có tác dụng là chống ăn mòn, chống rỉ sét, chống bay màu biến dạng theo thời gian em các bạn. Và cái bình nhiên liệu này là hộp kim nhôm có thể tích là 210 lít nha các bạn. Các bạn có thể đi đổ dầu vào và đi thoải mái trên một cái hành trình rất là dài, thoải mái không có lo hết dầu nha các bạn. Đấy, và bên dưới thì chúng ta có thể nhìn thấy một cái láp rất to, rất là nối với lại cái cầu sau, cầu chủ động phía sau nha các bạn. Đấy, cái cầu rất lớn. Đấy, và đồng thời cái hệ thống nhíp phía sau nó là rất nhiều lá nhíp, rất cứng cáp, dày và chắc chắn nha các bạn. Đấy. Và phía sau này là một cái cabin, cái thùng đồ nghề to nha các bạn, rất là rộng. Chúng ta có thể bỏ nhiều cái đồ trong này, xong rồi chúng ta chỉ cần lấy khóa khóa lại là xong nha các bạn. Bỏ bộ đồ này nghề theo xe vào trong này, sau đó là bỏ những cái vật dụng cá nhân. Đấy, bỏ vào rất thoải mái nha các bạn. Và những cái chiếc xe năm 2021 thì của Jack thì phần lớn được thiết kế cái cản sau rất to nha các bạn, nhất là đối với cái dòng N800, N900 này. Cái cản sau được thiết kế cực kỳ to lớn, cứng cáp và chắc chắn. Và chiếc xe này thì có cái nó có 7 bửng xung quanh nha các bạn. Chiều cao của cái bửng là 80 nha các bạn. Và phía trên này có hai cửa. Đấy. Chiều dài thùng là 7m6, chiều cao là 2m15. Đấy, chiều rộng là 2m28 nha các bạn. Đấy. Cực kỳ đẹp và chắc chắn nha các bạn. Và bên này chúng ta có một cái lốp dự phòng các bạn. Lốp dự phòng này. Bên dưới là chúng ta có thể hệ thống cái phanh, nó là nói chung nó rất là ok các bạn. Hệ thống phanh nói chung là nhìn thấy nó cứng cáp và chắc chắn các bạn. Đấy. Đấy. Lốp hai lốp 8/2025/20. Đấy. Và chiếc xe này nó sử dụng đến 4 bình hơi nha các bạn. Điều này nó làm cho chiếc xe vận hành an toàn và không lo bị hết hơi. Đấy. Hai bình hai bên hông và hai bình bên trong chassis các bạn, giữa hai chassis. Đấy. Nhiều bình hơi như vậy thì nó làm giảm những cái rủi ro các bạn khi mà bị hết hơi, bởi vì xe này phanh của nó được sử dụng phanh hơi. Đấy, phanh lốc kê cũng vậy các bạn. Đó. Và xe này được thiết kế có hai cái bình ắc quy như các bạn. Mỗi bình 12V, xe này nó sử dụng bình điện 24V như các bạn. À, ngoài ra còn xe này nó còn có cái hệ thống cúp bô để giảm
tốc độ của xe khi mà mình đổ đèo mình chở hàng nặng các bạn, mình không có phải là thắng nữa. Điều đó nó làm gì? Mòn cháy bố thắng, nóng cháy bố thắng, gây nguy hiểm như các bạn. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng quay lại phía trước cabin để chúng ta nhìn nó chiếc xe một lần nữa nha các bạn. Để xem cái độ đẹp mắt của nó. Đấy. Xem chiếc xe này nó tổng quan của nó nha các bạn. Đây là một trong những dòng xe được bán rất chạy của Jack nha các bạn. Nhất là N800, N800, N900 của Jack. Mình xin tổng hợp lại những cái thông tin thông số kỹ thuật của chiếc xe nha các bạn. Đây là chiếc xe N800 của Jack có tải trọng là 8,35 tấn và chiều dài cùng của nó là 7,6 m. Xe này sử dụng động cơ Cummins nha các bạn. 3.8 lít với tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Động cơ nó 3.8 lít động cơ Cummins, nó sử dụng cái turbo tăng áp cho nên công suất của nó rất lớn, đến 125 kW ở vòng tua là 2600 vòng trên 1 phút nha các bạn. Cho nên là chiếc xe này nó rất mạnh và nó có thể chở được những cái hàng lượng hàng quá tải cũng rất tốt nha các bạn. Đấy. Có thể chở lên đến 18 tấn cũng rất thoải mái nha các bạn. Đấy. Và cái cabin này là cabin vuông kép có giường nằm rất đẹp nha các bạn. Thì cái video của mình thì xin kết thúc tại đây và xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn có cái điều nào thắc mắc thì các bạn hãy bấm comment vào bên dưới nha các bạn. Thì nếu mà trong quá trình quay video có gì sai sót thì mong các bạn góp ý. Của mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn.